chết. Rồi. Ok, chúng ta thành công, thành công. Xin chào mọi người đã quay trở lại với mình. Thì mình đã mở đào đi một tí cái này, thì gọi là mở rộng thêm một tí thôi. Đây là hôm nay là chúng ta sẽ bắt đầu ngày thứ 12. Ok, ngày thứ 12 ha. Sẽ lấy hết, sẽ lấy hết luôn. Ok, hôm nay là mình có kế hoạch là sao ta, đi kiếm một tí vậy, đi kiếm mà là đi hốt mấy bọn kia về đi ha. Mình sẽ đi kim cương để đó cho đẹp đi. Mình sẽ đi lấy mấy đi dắt mấy bọn bò đồ về á. Thì sao đấy, thì sao nữa, dắt bò về. Mình cần bò nè, cần cừu nữa nè. Ê, cần bò, cần cừu. Và mấy bạn chắc chả muốn phải sale luôn ha. Còn mấy bạn thích phải sale thì cỡ một hai tập mình up lần cho nó tiện đi ha. Okay. Mình cần gà không nhỉ? Mình cũng thích gà tại gà nó không ít tác dụng quá. Mỗi lần anh lấy trứng là đồ, lấy lông hả? Lông hả? Ok. Ta sẽ để ở đây một chút. Đây mình có một đống bánh mì đấy. Chúng ta là có cái này và có gỗ. Oh man, hết chỗ rồi. Chúng ta lấy hết gỗ ra. Hey, thêm tí gỗ nữa. Mình sẽ làm một tí cái kia. Bây giờ nó đổi lại cách làm cái hàng rào. Ủa quên rồi, hàng rào hai bên chứ đúng không? Hey. Buồn thế không biết. Đấy. Nhìn bựa vãi, nhìn không đâu đâu bựa bựa. Quầy. Thì có lẽ mình sẽ làm ở đâu đây nhỉ? Có cái xẻng không ta? Và bây giờ đang trời buổi tối là mình không biết luôn đấy. Không chú ý. Oh man, không chú ý là nó đang buổi tối luôn đấy. Thank you. Mình nên để bò ở đằng này. Đằng này một tí cũng được. Mình chưa nghĩ đến cái vụ gọi là làm một trại bò đồ. Mình chỉ làm trước rồi sau này nếu mà đầy đủ đồ dùng hết rồi á, xây sau. Đây. Hay là xây luôn bây giờ ta. Nói chừng chừng nào có bò đã tính thôi. Mình cứ làm tạm bợ đi đã. À, đây sẽ là cái chạy bò của mình. Chạy bò nó sẽ ở ngay đây và vậy thích mình làm theo kiểu nào cơ? Giờ tí mình sẽ làm một số thứ. Ok, thì có lẽ chúng ta nên nấu một ít cái đá này ra vậy. Rồi. Ê cái rồi, nhầm kèo. Cứ lấy trước đi. Đó, mình cứ để đó như vậy trước đi. Và một ít đá này. Thế quái nào nhỉ? Đây. Thêm tí xíu nữa thôi. Xin luôn. Đây. Và đây. Thì chúng ta sẽ đào giữa ha, ở giữa đi. Ở giữa là ở đâu ta? Ở giữa là cái này ta. Như là có hai khu ở giữa rồi.
làm cái nền trước, mình sẽ làm cái nền. Vậy thì đây chúng ta có hai cái ở giữa rồi. Chúng ta coi. Thì mình sẽ thử mấy cái này trước. Bên này sẽ là cừu nè. Kia. Này sẽ là bò nè thôi. Nhỏ xíu à. Oh man, nhỏ xíu. Tăng tăng tăng. Mình thường sẽ làm gần gần nhà trước rồi tường tính sau. Chúng ta bên đây sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quên, đến 1, 2, 4, 5 rồi đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, chuẩn. Nếu mà hơi nhỏ thì sau này sẽ sửa lại. Chưa? Bên đây mình sẽ lấp hết toàn bộ là đất. Không biết là nếu mà để đất ở trong phía dưới tối thì nó có bị sao không ta? Nó có mọc cỏ được không ta? Thì mình cứ để ở ngoài sáng trước rồi sau này mình sẽ xây cái mái sau vậy. Như vậy sẽ tốt hơn. Mình lấy hơi thừa rồi, tại mình sẽ thử trước. Tại cái này mình cũng thử mà, cái này mình giống như là đang làm theo cảm tính vậy á. Mình sẽ thử trước là sẽ như thế nào. Suy nghĩ, đang suy nghĩ, thông cảm, đang suy nghĩ mà. Đang suy nghĩ mà. Ok. Ôi dạ. Thiệt là bẩn bựa quá đi. Bựa quá đi chứ hả? Đây. Nhìn thì bựa thật nhưng mà các bạn thông cảm đi, mình trình mình chỉ có đến thế thôi à. Trình mình chỉ có đến vậy thôi. Ô, nối vào nhau nhìn như vậy luôn đó hả? Nhìn nó cứ khăm khăm quá rồi. Thôi mình lại sẽ được. Tưởng nó không có nối lại. Ê, ai về. Đó, đó. Vậy đi. Sau này chúng ta sẽ à, bò ở trên kia, mình nhớ rồi. Bò nó sẽ tuốt ở trên đó. Lâu lâu cái FPS mình hơi tụt tí, thông cảm ha. Hơi có một sự tụt không hề nhẹ. Mình sẽ lại lấy cái kia. À quên, không. Rồi. Cái này là, cái này đẹp hơn. Này chắc chắn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Hay cứ vậy đi. Cứ vậy trước rồi từ từ mình sẽ tính sau cái vụ đó. Phở mồm rồi. Như có một sự phở mồm không phải nhẹ. Rồi hiểu rồi. Ủa nhầm kêu. Tại bây giờ nó giống nhau quá. Giống nhau quá trời luôn. Bựa phải. Ờ à, giờ mình sẽ làm cái cửa. Ờ à, chúng mình sẽ thử cái cửa bằng gỗ này thì ờ à, cái cửa gỗ này như không được an toàn cho lắm, không được chuẩn cho lắm thì phải. Cái cửa này dùng cho cái nhà mà. Đó rồi.
không được, cỡ này dành cho kia. Lùm la hết, bựa bựa phải một cái cỡ rất là bựa thôi. Ok, giờ chúng ta sẽ vứt hết đống này, chúng ta sẽ đi tìm cái mấy cái đồ xây dựng vứt hết đi. Rồi sẽ đi tìm cừu chết ha, cừu ở ngoài đây nè, ngoài đây dễ tìm nè. Hey cừu, ê nhìn này nhìn sướng nha, mình chỉ tìm cần bò, cần tìm bò với cừu thôi. Như là cừu bên này, cười bánh mì đâu hết rồi. Đây. Rồi nhớ cừu đâu nhỉ, bên này thì phải, sao toàn là heo này. Uầy chú làm gì đó ấy? À còn mấy bạn mà hỏi mình hai con lợn, mình cần hai con, mấy bạn nào á mà hỏi mình tại sao có thể zoom được á, thì các bạn cần thế, cách của mình là mình đeo Optify về để cài đặt, còn cách để đeo Optify và cài đặt thì cách đeo Optify cài đặt thì chắc là có thể lên YouTube và tìm rất là dễ dàng ha. Ok đi đi, lại lên chúng ta có thể dụ nó đi về nhà vậy thôi. Okay. Để lên, nếu mà có mấy bạn nào gặp trục trặc giữa đường thì các bạn nhớ này là thì mấy con cừu nó có thể leo dễ dàng các bạn, nó có thể leo được một ô thôi, giống như mình thôi. Và nếu mà có một số con á, nó thường nó sẽ bị dừng giữa chừng, nó sẽ dừng giữa chừng vì kiểu như là chắc là đau bụng hay gì đó. Ok, dừng giữa chừng thì mình sẽ cố gắng dụ cho nó lại, cứ ngoe ngoẩy cái tí rồi tụt tí, mình cứ ngoe ngoẩy cái mẹ nó sao mày tụt ghê vậy. Là coi mày cứ rồi được rồi, mày cứ ngoe, mình cứ ngoe ngoẩy cái này trước mặt nó là được nè, thì mình nói vậy thôi. Ê để lên đi nào, đi với bố, để lên. Ok, hơi cực khổ tí xíu nhưng mà có vẻ như chúng ta đã làm được. Và hình như hai con này, nói theo cách dân gian nhé, hai con này như là chịch nhau nó ra con này sao á, màu rất là đẹp. Ê okay. Nhìn cái gì mà nhìn. Rồi chúng ta sẽ như là mình phải vẫn phải phá cái cửa ra, phải phá cái cửa ra mới đưa bọn nó vào, điều hơi khốn nạn chỗ đó. Rồi chúng ta sẽ lấy thêm một tí xíu nữa rồi chúng ta đi tìm con bò. Okay. Chỉ tối nữa chứ. Rồi mình theo mình nhớ thì nó sẽ, con bò sẽ nằm ở trên núi phía trên kia. Và chưa lớn chưa, nằm trên núi phía trên, ở phía trên kia thì phải. Và có ở trên đó có bí ngô nữa, tại mình sẽ để đó, tại vì mình chờ đến lúc mình quay clip thì mình mới đào ra để giải thích gì đó làm lum la. Sẽ lên trên đó, đường này phải đi vòng nha các bạn, đi vòng thêm một vòng nữa. Ơ chứ quên, trời ơi, bên kia còn cái thác nước kìa, đi đường thác nước mình không biết nhanh hơn không, nhưng mà đường thác nước nó ngắn hơn. Để lên. Được chưa. Ui. Không biết còn bò đó không ta. Lần cuối mình đi thì mình thấy bò trên đó. Mình không nhớ thấy gì, thấy bò, thấy heo, không nhớ lắm. Ây da. Nè, chúng ta có bí ngô và chúng ta có bò trên đây rồi. Chúng ta là có bò. Bí ngô chúng mình sẽ mang về nha, mang về nha. Ít vai. Ít vai. Ít thế cũng biết. À, chúng ta có squat ở kia nữa. Squam, tập squat với squam gì đó. Ôi bí ngô nữa kìa. Nhưng mà thôi, cần chúng ta cần như vậy là đủ. À đây nè.
Rồi bây giờ cách khốn khổ nhất là phải đưa mấy con này lên về. Để coi, mình sẽ coi cái đường trước đã. Ê, không nên đẩy này xuống. Man là man. Ở đây có cái ở đâu đó. Ở đâu có thác nước nhỉ? Hơi dịch dịch thế. Chúng ta sẽ đẩy con này xuống. Ok, được rồi. Bỏ đâu? Xuống đây. Bỏ ơi. Để đây, cu. Xuống đây. Hai con bò đực nha, bố sẽ lai giống bố thông chỗ này nhá. Cho hai mày thông để đẻ ra cái con thằng con nha. Đây, xuống đây. Xuống đây. Mẹ đó, xuống đây. Đi. Đâu phải đẩy nó phát. Xuống đây, đánh chưa? Xuống đây. Chờ, tao mới nghe nói đến từ thông đít rồi. Đấy. Sợ. Nghe từ thông là nó phải sợ. Bây giờ làm sao đây ta? Mong mà nó không chết. Rồi. Ok, chúng ta thành công. Yeah. Ui. Đây, bò. Ôi, qua đây. Qua đây, đúng rồi, qua đây, một con chứ đi. Chạy tí, mình phải lấy cái cửa ra. Bò, tập trung. Ê, rớt mẹ này giờ, đi. Này, chú này, đi, lên. Đi. Ở đây cho anh bán. Đấy, thông nhau đi. Anh không nhìn nhá. Mày tính đi đâu ấy? Đi rồi, thịt thằng mày giờ. Chết rồi. Anh không, thông nhau nữa không? Chụt. Các bạn, chúng ta hôm nay chúng ta đến với Discovery, gọi là thế giới động vật. Thì hai con này hình như là nếu theo mình chắc không biết nó có giống với dân làng không, nhưng mà thường thì một thằng con dân làng nó có 20 phút để lớn. Còn mấy con này chắc cũng tầm vậy thôi. Tránh ra. Thông phát giờ. Ok. Và khi mình đang làm cái clip này thì cái mic kia thì clip kia đang được up lên, clip kim cương đỏ đang được up lên. Nên mấy bạn không phải lo lắng gì cả, mình sẽ có được tầm 1-2 ngày sẽ có một cái. Có một sao nhỉ? Buốt được hiểu. Mình sẽ có một clip mấy bạn, phải 1-2 ngày, 3-4 ngày đi cho chắc kèo. Thôi bây giờ chúng ta có kế hoạch làm gì tiếp hả? Ném cương một người chơi khác chắc là không có rồi. Thôi chúng ta sẽ chế tạo đồ kim cương. Rồi. Đúng không? Quả táo notch. Đồ kim cương trước đi. Ta sẽ chế tạo đồ kim cương và enough. Đầu tiên chúng ta cần là một cái này thôi. Vậy thôi. Bất. Ta chỉ cần này thôi. Thế là bất động. Và mình sẽ đi kiếm một quả táo, chế tạo quả táo nóc rồi. Kiếm một quả táo, ok. Táo vàng như thế nào, mình ra ngoài mình coi. Táo vàng. Úi dồi ôi. Ô. Đùa. Quả táo nóc là quả táo gì ta? Uầy, gì mà mấy khối luôn vậy? Mình coi có bao nhiêu vàng vậy? 28 mà một khối như vậy hả? Miệng. Mình chỉ chế tạo táo vàng thôi. Vứt nó lại đi. Mình sẽ kiếm cái khác. Sao ta? Cá ngon được hơn nè. Cái tiểu 1 km nữa chứ.
người phù phép hả? Thế chúng ta sẽ để lại thạch kiện thạch. Rồi đi, ở đây có thỏ này, thỏ này không biết chỗ này chỗ nào, nhưng mà ở đây có thỏ này. Đi tiếp thỏ. Ok, sau một hồi mình quên mất cái đường đi xuống dưới cái chỗ mình tiến kim cương rồi. Thì các bạn chỉ cần mình nên giữ cái nước ở trên này cho chắc kèo nè. Điều các bạn chỉ cần làm là cái này sẽ tốn mất một khoảng thời gian nữa với cái trời, cái này nó sẽ tốn mất một khoảng thời gian á nếu mấy bạn cái cúp của bạn không có cường hóa. Thế chúng ta sẽ lấy nói chung là lấy cũng nhiều á. Ok, mình sẽ lấy tầm 20 cái hả, 20 cái. Bây giờ mình sẽ chừng tối bẻ rồi. Rồi chờ tí. Con lợn kia kìa. Đâu ta? À kìa rồi. Sợ mình không đi xa nhà quá nên không sao. Ta đi về nhà nhanh lắm à. Để đồ. Chờ tí. Ừ khó. Hey, khó thì hơi căng đó, hơi căng đó nha. Hơi bị căng luôn, thỏ kìa. Hello, hello. Bây giờ thì mình có lẽ cần đi xuống dưới đó. Và sao ta? Có thể, nếu có thể thì làm một cái máy farm vàng cũng được. Farm vàng hả? Cái đó ý kiến đó hay á. Còn cái chó cái gì sẽ tiếp theo ta? Xây làm xong cái này mình sẽ làm cái slam, cái đó gọi là gì ta? Slam mà cái mấy cái con nhẹ nhẹ nhảy á, sẽ làm cái farm con đó. Và theo kế hoạch thì để farm con đó thì kế hoạch của mình là đơn giản nhất, phải tìm một cây chúng ta sẽ phải tìm cây xương rồng. Chúng ta sẽ cần cái cây xương rồng để làm cái đó. Thì cây xương rồng chắc cũng đâu đó thôi. Xung quanh đây là có ba, có đến ba cái môi trường, ba cái biome khác nhau rồi. Nhảy. Ok, thì có lẽ cũng không đến nỗi quá khó để tìm cái đó. Come on. Yeah. Chơi nhơi, chơi đi. Ok. Qua đây. Nè. Nếu thấy các bạn sáng á thì nó sẽ tăng tốc độ lớn của nó lên 10%. Nói cho các bạn biết thôi. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cái này nha. 16 lần hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, và đây có lẽ là được rồi. Thì giờ sao ta? Giờ có lẽ là chúng ta sẽ làm tí hết chuyện thật rồi. Mình có cái phim là gì, mình quên về cha tiếng Việt đọc là cái gì rồi. Có cái sẻn đâu đúng không? Ok, mình sẽ có cái sẻn rồi, mình sẽ đi kiếm cái sỏi gì. Cái chỗ sỏi thì nó nằm, ây giờ nó hay nằm ở đâu ta? Ok rồi, đây chúng ta lại có flint và sẽ hốt hết cái đống này luôn đi ha. Nói chung là có đồ kim cương rồi thì mình sẽ thoải mái, cần quá cầu kỳ. Ok, lên. Chắc mình phải xây lại chỗ cái đường lên này quá. Ta sẽ xây đỡ nó đâu đây đi ha, gắn nó vào tường đi.
rồi. Ý chết cha, nhầm kèo rồi. Đây, đây, đây. Hai cái này đây. Ô, hình như là đặt lỗ. Ê, không phải, không phải. Ôi, ôi mẹ ơi, mẹ ơi. Ê. Chị được không? Hả? Chắc được. Và đánh lửa thì chúng ta sẽ ghép với cái này để được dụng cụ đánh lửa. Dụng cụ đánh lửa. Rồi. Pinh. Chúng ta có thể là sơ sơ là như vậy thôi. Sơ sơ thôi. Trời, không quá cầu kỳ. Đây. À, ok. Thì có lẽ hôm nay thì sẽ như vậy, chúng ta sẽ dừng ở đây thì tập tiếp theo thì sao ta? Mai chúng ta sẽ làm gì? Cô lộn, tập tiếp theo chứ không phải là mai. Tập tiếp theo thì không biết chúng ta sẽ làm gì. Sẽ xuống địa ngục, đi vòng vòng, tìm một số thứ trong đó. Rồi nói chung cuốn gói ra đi. Ok. Bye bye.